Xin chào các em, ở trong video này anh sẽ gợi ý cho các em chapter số 99 dành cho lớp 12. Chúng ta sẽ bắt đầu nha các em. Câu số 1 á, thì cái tan bình là cái lạ, cho nên các em có hai cái cần phải suy nghĩ. Một là các em sẽ giải tay, hai là nếu mà không thể giải tay á thì cái lời khuyên của anh á là sử dụng máy tính. Được chưa? Tại vì cái tan bình là cái nguyên hàm nó cũng khó nhằn á, khó nhằn, hiểu ý nói không? Nó sẽ hơi khó nhằn. Rồi rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn nha, anh sẽ hướng dẫn. Bây giờ đầu tiên cái vấn đề bấm máy thì nó dạy các em rồi, nhập này vô con đại thôi, nhập này vô con đại rồi. Xong rồi mình thử đạo hàm từng cái dưới này, đó là cái mà chúng ta suy nghĩ tới vấn đề chúng ta bấm máy thì cái đó dễ rồi. Nhưng mà bây giờ anh sẽ gợi ý cho các em cái câu này á, thì chúng ta sẽ giải tay nó như thế nào. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha. Theo anh á là câu này chúng ta nên thử từng phần, thử từng phần, tại vì câu này đổi biến thì cũng được nhưng mà chúng ta nên thử từng phần. Tại vì nếu mà chúng ta đổi biến á, thì chúng ta sẽ để tan bình là sin bình chia cos bình đó. Mà sin bình em lại đổi ra là 1 trừ cos bình. Thôi đổi cái này cũng được, khỏi cần từng phần đó. Thế này em tách ra là 1 phần cos bình trừ cho 1 dx. Thế này mấy em lấy nguyên hàm được đúng không? Khỏi có từng phần. Nhưng mà câu này anh nghĩ là từng phần cũng được. Từng phần đó, thì các em đặt u bằng tan bình, còn dv là bằng dx. Nhưng mà câu này không cần từng phần, tách ra là ra rồi. Nguyên hàm của cos bình thì mấy em biết rồi, nguyên hàm của 1 thì mấy em cũng biết rồi, cho nên câu 1 này anh gửi xong. Câu số 2 á là mình nói tới định nghĩa, mình nói tới định nghĩa. Chúng ta có nguyên hàm của vận tốc, nó chính bằng quãng đường đúng không? Nguyên hàm của gia tốc hay là vận tốc đó. Từ đây người ta cho các em vận tốc mà người ta cứ tính quãng đường là mấy, trong 8 giây cuối. Được chưa? Hỏi trong 8 giây cuối thì xe nó đi được nhiêu, thì anh dặn đó là nó đang chuyển động với vận tốc 12 mét trên giây đúng không? Nó đang chuyển động 12 mét trên giây. Thì bây giờ á, nghe anh dặn nè, bây giờ mà em tính tích phân từ 0 tới 8 là sai nha. Nhiều em tính tích phân từ 0 tới 8 của cái trừ 2t cộng 12 dt là sai. Tại vì thực tế á trong 8 giây là có thể nó đã dừng trước 8 giây đó rồi, cho nên cái lời khuyên của anh á là em phải tìm ngay cái thời điểm mà nó stop rồi, hiểu không? Làm sao để biết cái thời điểm nó stop? Đó là em cho thằng v bằng 0, em sẽ giải ra t bằng mấy, hiểu không? Tìm t coi tại mấy giây nó stop, xong rồi em tính tích phân từ 0 giây tới cái số giây, tới cái thời gian mà nó stop, là các em sẽ tính được cái quãng đường mà nó đi nha. Rồi đó là cái câu 2. Câu 2 này rất là dễ sai nghe không, rất là dễ sai cho nên giải cẩn thận tí xíu. Câu số 3. Câu số 3 thì các em sẽ lấy nguyên hàm, các em tìm vận tốc cho anh cái, người ta cho gia tốc đúng không? Em hãy nhớ là vận tốc là bằng nguyên hàm của gia tốc. Đấy. DT. Rồi. Lấy nguyên hàm này nó ra một cái gì đó cộng C. Xong rồi, em cho T bằng 0. Lúc T bằng 0 là chiếc xe nó đang chạy 180, cho nên chúng ta sẽ có là C bằng 180. Mà khi chúng ta có C bằng 180 rồi, các em chỉ cần tính tích phân từ 0 tới 5 thôi. Được chưa? Sau 5 giây. Sau 5 giây sau khi dán ga thì xe chạy nhiêu, thì các em chỉ cần tính tích phân từ 0 tới 5 là các em tính được quãng đường nữa rồi. Cái câu này mình đã từng làm rồi. Rồi đó là cái câu 3 nha. Câu số 4 là một câu mới nè. Câu số 4 là nó có kẹp mô đun đúng không? Và cái cách mà chúng ta giải cái câu 4 đó, nó không có giống như các em gọi z bằng a cộng bi hay là z liên hợp là a chịu bi. Mà cái cách giải của câu số 4 này nó là một cách mới và anh sẽ giới thiệu với các em. Người ta gọi cái cách này gọi là mô đun hóa hai vế, mô đun hóa hai vế. Rồi bây giờ á, cái câu này chúng ta để như thế nào? Chúng ta người ta đang đi
Để tính nguyên này đúng không? Thì em bây giờ em sẽ đặt, em mới đặt cái thằng Z này nè là M. Em sẽ đặt thằng Z này là M. Thằng Z này thực ra nó chỉ là một cái số nào đó thôi. Thằng Z là M. Bây giờ làm sao ta? Ok, bây giờ để tôi có thể tôi hướng dẫn mấy người giải cái này thì anh sẽ đi tìm một cái bài khác nha. Anh sẽ tìm cái bài khác giải thử, sợ mấy em không biết, anh sợ mấy em không biết giải câu 4 á. Này câu 4 là câu mới. Rồi anh sẽ đi tìm một cái bài khác. Ví dụ như đề thi minh họa năm 2017 hình như nó có. 2017, ok. 2017 có một câu. Đây môn toán. Anh sẽ lấy cái đề đó, anh giải thử. Nó cũng giống giống gì đó. Cái cách này là mô đun hóa hay vế anh em. Anh nghĩ cái đề là anh cái. Không mà ta. Anh nghĩ nó nằm trong cái đề lần số 2 á, đề lần 1. Đề lần 1, đề lần 2 á. Nó sẽ có một câu như vậy. Tất nhiên là những đề năm sau cũng có. Cũng có chứ không phải không có. Nó sao nó bị dính quảng cáo ta? Ồ, đề Hậu Giang đi. Hay thôi 20 nữa rồi. Đề Hậu Giang nó cũng hay cho những câu cần phải mô đun hóa nè. Để đi kiếm một câu khác anh giải cho mấy em coi nghe. Rồi mấy câu này. Không có để đổi hay không mà chính thử. À có này không chính nè. Không có mấy bài môn tiếng hóa ta. Này là gọi Z bằng A cộng Y vậy. 2018. Tám nè. Ủa 28, 29, 29, 20. Ủa cái này học kỳ 1 mà. Anh nhớ anh có. Để anh lấy anh coi. Chuyên đề 39.
Đây nè. Mắt men phức. Đây. Coi có giống câu anh cho không? Không giống đúng không? Thì mà anh sẽ lấy câu này anh giải cho em coi nha. Cái câu 39.5 này nè, nó giống như cái câu mà anh chuẩn bị cho mấy em á. Như vậy anh sẽ giải câu 39.5 rồi anh bệnh em bệnh theo câu 34 em giải nha. Để cho nó quen. Cái dạng này là cái dạng mô đun hóa hai vế anh em. Mô đun hai vế đây đây. Xét cộng 2 cộng y. Ủa? Trừ z nhân 1 cộng y. Sao nó giống giống vậy ta? Nó giống giống nha. Z cộng 1 cộng 2 y. Nó giống giống. Anh nghĩ là một trong hai cái đề này có cái đề sai á. Rồi, anh sẽ giải thử câu 39.5 nha. Rồi bây giờ anh sẽ làm cái gì? Anh sẽ gọi này nè là m, anh sẽ gọi hàng mô z này là m nè. Xong rồi anh ghi lại phương trình z cộng 2 cộng y trừ cho m nhân 1 cộng y bằng 0. Xong rồi á mấy em cô lập cái z này, cô lập z nha, cho z một vế một thôi là z bằng 2 cộng y cộng cho m cộng my đúng không? Đúng rồi, thì mình chuyển này qua xong rồi em đóng đóng mô đun hai vế. Cái này em đóng mô đun, cái này em cũng đóng mô đun luôn. Thì cái này gọi là mô đun hóa hai vế em. Cái cách giải nó vậy đó. Rồi cái mô đun này nó lại là m đúng không? Còn cái mô đun này là căn của phần thực bình cộng phần ảo bình, m cộng 1 cái bình. Xong rồi mình khai triển nha, m bình bằng 4 cộng 4m cộng m bình cộng m bình cộng 2m cộng 1 đúng không? M bình cộng 2m cộng 1. Xong rồi á mình bỏ hai cái m bình này đi. Cái mình tính thôi, m bình cộng 6m cộng 5 đúng không? Bằng 0. Xong rồi mấy em giải cái phương trình bậc 2 này ra là nó sẽ ra được giá trị m, và giá trị m là module. Nhưng mà lưu ý rằng á, chúng ta sẽ lấy cái module, chúng ta sẽ lấy cái module mà lớn 1 nha, 1 6 5 đúng không? Nó ra trừ 1 với trừ 5. Cái nào cũng đâu có cái nào lớn 1 đâu. 1 6 5 từ từ anh coi lại. Vậy là có thể là cái đề này sai, maybe. À hiểu rồi, cái này không phải là 2 trừ 2 cộng y mà là trừ 2 trừ y, I'm sorry. Trừ 2 trừ y. Cho nên cái này là 2 trừ m. M trừ 2 nhé. Còn cái này là m trừ 1, chứ không phải m cộng 1. Cho nên cái này m bình là trừ 40m nè. Trừ 2m, số lại các em. Vậy cái này là m bình trừ 6m cộng 5. Rồi. M bình trừ 6m cộng 5. Là nó ra 5 với 1. Nhưng mà mình sẽ lỗi số 1 tại vì nó cho cái mô đun lớn 1 đúng không? Mình sẽ có hoặc mô đun z bằng 1 hoặc mô đun z bằng 5. Cái mô đun z bằng 1 mình lỗi. Xong á, em có cái mô đun z rồi em chỉ vô đây em tìm z thôi. Z nó sẽ bằng mô đun z nhân 1 cộng y đúng không, trừ lại cho 2 trừ y đó, mình bấm máy mô đun z là 5 nè, nhân 1 cộng y trừ 2 trừ y nó ra 3 bằng 4 y thì a cộng b là 5 là 7 các em, đáp án là d.
Rồi bây giờ có thể là cái câu này á, cái câu bên đây nè, một chút anh sẽ soạn lại, anh đổi lại, vì có thể là câu 4 này nó sai điểm em, có thể, nhưng mà chú anh sẽ đổi lại một câu khác, và cái cách giải cũng giống như cái cách giải câu 4 nha. Rồi câu số 5, câu số 5 anh gợi ý là em sẽ đặt t bằng này, em sẽ đặt t bằng z bình trừ 4 z, thì cái này nó sẽ biến thành t bình trừ 3 t trừ 40. Xong em tìm ra hai nghiệm t đúng không, xong em trả ngược giờ em lại giải thêm hai cái phương trình nữa thì nó sẽ ra được bốn cái z, lấy mô đun của bốn cái z nó cộng lại thì em phải đáp án. Câu 3 là câu dễ anh không nghĩ. Câu 6, xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng, làm sao chúng ta xét, chúng ta kiểm tra điểm cắt, kiểm tra cắt, kiểm tra điểm cắt. Nói chung là nó có rất là nhiều cách, các em cứ tìm hiểu trên mạng, nhưng mà theo cái quan điểm của anh, mỗi lần anh giải là anh sẽ kiểm tra điểm cắt, tức là anh đổi thằng này qua tham số là x bằng trừ 1 cộng t, z bằng trừ t, y bằng trừ t, z bằng 1 trừ 1 cộng 3t, z bằng 1 cộng 3t nhé. Xong rồi anh thế x, y, z này nè vô cái phương trình mặt phẳng này, anh kiểm tra coi nó cắt hay nó song song hay là nó nằm trong, được chưa, cắt hay song song hay nằm trong, được chưa. Rồi anh sẽ kiểm tra vậy đó. Câu 6 anh kiểm tra vậy. Câu 7, câu 7 nó nói phương trình ở đây là phương trình mặt phẳng đi qua giao điểm giữa D1 và P. Như vậy á, các em phải tìm cái giao điểm giữa D1 và P trước. Giờ em sẽ thế x, y, z này nè vô đây để em tìm tìm M bằng giao điểm giữa D1 và P, tức là bây giờ cái bước số 1 là em sẽ tìm cái giao điểm trước. Bước số 2 á, nó nói là cái mặt phẳng này vuông góc với D2, mà vuông góc với D2 thì nó sẽ nhận vectơ UD2 làm vectơ pháp tuyến. Mà vectơ UD2 là nhiêu mình đọc nè, 2 trừ 1 2. Rồi, vậy là xong rồi. Khi mà em có vectơ pháp tuyến là em sẽ có bộ đầu, và đồng thời em có cái điểm cắt là cái điểm đi qua, là em có thể viết được phương trình mặt phẳng. Đó là câu 7. Câu số 8 á, người ta nói là cái mặt phẳng nào là cái mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu ếch tại A. Vậy làm sao? Đó là cái em phải hiểu nè, đây là một cái mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu nè tại điểm A nè. Bài này là bài khá đơn giản. Bây giờ em tính vectơ A thì nó chính là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, hiểu em nói không? Tính vectơ A thì vectơ pháp tuyến. Xong rồi em có cái bộ đầu rồi, em thấy điểm A vô là em sẽ tìm được mặt phẳng rồi. Đó, còn câu 8 là câu đơn giản. Câu 8 là chó trơn đó. Câu 9. Câu 9, viết phương trình đường trung tuyến AM của tam giác ABC. Đường trung tuyến AM là từ điểm A em kéo xuống trung điểm BC đúng không? Điều này có nghĩa là nếu như em tìm được trung điểm BC thì bài này hết rồi. Nhiệm vụ của em là tìm cái trung điểm BC bằng công thức trung điểm, xong rồi em viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm là xong. Rồi, đó là câu 9. Câu số 10, viết phương trình đường thẳng delta đi qua A đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng D. À, bây giờ chúng ta phải vẽ nó ra. Đây là đường delta, nó để đi qua điểm A, rồi nó vừa cắt và nó vừa vuông góc với đường thẳng D. Thì cái này á, các em làm như thế nào? Các em sẽ gọi tọa độ M theo tham số T, hiểu không? Xong số T là mấy? 2T, 4T, rồi trừ 3 cộng T. Xong rồi em áp dụng cái điều kiện là vector AM nhân cho vector chỉ phương của đường thẳng D nó phải bằng 0, do hai hàng quỹ này vuông góc với nhau, hàng vector AM là vector này, còn vector UD là vector này đúng không? Hai vector này vuông góc nhau, hai vector này nhân nhau bằng không. Lúc này các em sẽ tìm tham số, mà tìm tham số thì các em sẽ tìm điểm M, và tìm điểm M thì em sẽ viết được phương trình thẳng delta rồi. Rồi, đó là gợi ý của anh ở câu số 10. Có thể chất thơ này khá là dài với em, cho nên cố gắng là mình hoàn thành tốt nha. Rồi, tạm biệt các em, bye bye. Và lưu ý là cái câu số 4 mình sẽ cho một câu khác. Em sẽ cho một câu khác. Rồi, bye bye nha.